Siêu sao sân cỏ David Beckham thường xuyên vừa kết hợp sở thích chơi golf của mình với việc chăm sóc các con, và việc đưa các con đến với sân golf là điều anh thường xuyên làm. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại thường xuyên đưa cậu quý tử đến với sân golf để không chỉ dạy cách chơi golf mà còn dạy cho con tinh thần vượt qua chính mình và cách giao tiếp lịch thiệp. Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và vợ đã không giấu nổi sự phấn khích khi con gái út cũng thích chơi golf giống bố và có khả năng chơi khá tốt. Tại Việt Nam, không hiếm các gia đình cả nhà đều thích chơi golf, tiêu biểu như gia đình cựu người mẫu Thúy Hằng, Thúy Hạnh, gia đình golfer Nguyễn Ngọc Chu, Nguyễn Thái Dương, gia đình golfer Nguyễn Huy Tiến, Nguyễn Thảo My. Bất chấp sự đầu tư tốn kém, bất chấp việc phơi mặt ra sân golf khi thời tiết khắc nghiệt, bất chấp sự khổ luyện vất vả của một môn thể thao còn chưa quá phổ biến tại Việt Nam, ngày càng có nhiều những ông bố bà mẹ cho con đến với golf, thậm chí khi con mình mới chỉ 7-8 tuổi. Trên máy bay mới, thưởng thức chính món ăn nóng tươi ngon ở độ cao 10.000 mét, vì hè đến rồi. Yeah, mùa hè. Phải lên thôi. Tạm ngưng công việc, công tác, công chuyện. Giờ là lúc vui chơi thỏa thích, cuồng nhiệt với mùa hè. Bạn nóng bỏng, hài hước, dịu dàng hay hoang dại, sao cũng được. Hãy tự do xả bung chất hè. Thể hiện hình ảnh riêng của bạn từ dưới đất lên đến trên mây. Welcome to Vietjet Summer Parade. Từ 28 vùng biển của Việt Nam, cả trăm loại hải sản chất lượng, dưới bàn tay tinh tế của những đầu bếp trên 20 năm kinh nghiệm, khơi gợi niềm tự hào ẩm thực Việt. Nhà hàng siêu thị thế giới hải sản, con gì đang bơi, chúng tôi đều có. Xin kính chào quý vị và các bạn. Vâng, trẻ con chơi golf thì có gì là hay? Đây là câu hỏi mà chúng ta sẽ có với nhau câu trả lời cùng với khách mời trong chương trình Chuyện Golf ngày hôm nay. Khách mời của chúng ta ngày hôm nay là anh Nguyễn Huy Tiến, Phó trưởng bộ môn Bowling Golf, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội, cũng là bố của nữ golfer trẻ tài năng Nguyễn Thảo My. Xin cảm ơn anh đã bớt chút thời gian rất là bận rộn của mình để tham gia cùng với chương trình. Xin cảm ơn, xin kính chào quý vị khán giả của Golf News. Anh Huy Tiến là người đã đưa con gái mình trở thành một golfer, thậm chí là nhận được một học bổng du học nhờ golf và trở thành một trong những tên tuổi sáng giá của làng golfer trẻ Việt Nam. Thế nhưng mà trước khi truyền được cái tình yêu golf đến cho con gái thì chắc chắn là anh cũng phải yêu, đúng không ạ? Anh có thể chia sẻ xem tại sao anh đến với golf và tình yêu của anh với golf như thế nào không? Sau khi tốt nghiệp Đại học Thể dục Thể thao Moscow tại Liên Xô năm 1990 thì về nước thì tôi cũng lại tiếp tục gắn bó với ngành thể thao, nhưng trong vai trò của một phóng viên thể thao. Năm 2009 tôi nghỉ công tác bên báo thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và tôi chuyển sang làm việc cho Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội với cương vị là người phụ trách bộ môn golf của trung tâm. Và kể từ đó thì golf là môn thể thao mới đối với tôi, và cũng là môn thể thao mà gắn bó với tôi cũng như gia đình tôi cho đến tận bây giờ. Thế nhưng mà đấy là tình yêu của anh và công việc của anh, thế tại sao anh lại quyết định là đưa con gái mình đến với golf ạ? Điều quan trọng nhất đối với một con người đầu tiên là phải khỏe mạnh về mặt thể chất. Chính vì thế cho nên là tất cả các con của tôi, ngay từ bé tôi đã hướng cho các cháu, ngoài cái việc học thì các cháu phải chơi các môn thể thao. Và trước khi đến với golf thì hai con của tôi là Huy Thắng và Thảo My đã từng chơi tennis, bóng đá. Các cháu cũng rất là giỏi về bơi lội cũng như là điền kinh. Niềm đam mê thể thao của các cháu đã được ngấm dần từ bé. Đó là một trong những cái điều thuận lợi đối với tôi để dẫn dắt Thảo My đến với con đường golf sau này. Trước khi đến với golf thì Thảo My cũng đã tham gia với tennis và một số những môn thể thao khác. Thế nhưng mà có vẻ là những cái bộ môn đấy thì nó lại hơi nam tính. Tại sao anh không hướng đến con đến những cái bộ môn nó dành cho con gái nhiều hơn, ví dụ như là dance sport chẳng hạn? Trong cái làng thể thao của Việt Nam thì nó có một cái vấn đề như thế này. Tức là khi bố mẹ chơi môn thể thao gì thì thường thường con cái sẽ đi theo cái môn đó.
Chính vì thế, trước đây khi mà làm báo thể thao Thành phố Hồ Chí Minh thì tôi cũng đã từng tham gia huấn luyện tennis cho trẻ, và thậm chí là hai con của tôi cũng đã tham gia vào đội tuyển trẻ của Hà Nội về tennis. Tuy nhiên là khi mà tôi không còn làm công tác báo chí và chuyển sang golf thì lúc đó hai con gần như là bơ vơ. Trong một lần tình cờ tôi ra sân tập, và cái sân tập golf đó thì nó lại cạnh cái sân tennis mà con tôi chơi, thì Thảo My cũng mon men lại gần cái sân tập, thì tôi cho cháu thử, thì chẳng hiểu từ đấy trở đi là bắt đầu cháu cảm thấy thích thú cái môn đó. Và tôi thì quan điểm của tôi là không ép buộc con mà bất cứ một cái điều gì cả, và để cho cháu tự phát triển tự nhiên. Thì tôi chỉ khuyên là nếu mà con thích thì con cứ tập. Trong cái ngày đầu tiên mà Thảo My mon men từ sân tennis sang sân golf ấy ạ, thì khi mà cháu thử xong với bụng những cái gậy đầu tiên với golf thì cháu có chia sẻ lại với cảm nhận về golf như thế nào với anh để anh quyết định là sẽ đưa con đi tiếp về golf? Cái việc đó nó là cả một cái quá trình, chứ không thể một hai ngày mà cháu có thể là đi theo môn golf được. Thời kỳ đấy thì Hà Nội rất là ít sân tập, có một cái sân tập nhỏ của một anh bạn ở cái đường Nguyễn Tuân, nó chỉ ngắn thôi, chỉ dài có 60 giác, và nó rất là hoang sơ. Thế thì cái bác mà chủ của cái khu đất đấy nói với mấy cậu quản lý ở đấy là riêng bố con cậu Tiến đến đây tập thì các cậu chỉ thu mỗi một ngày là chỉ thu có 100.000 thôi, không được thu hơn. Mà thời 100.000 thì đối với tập golf thì nó là gần như là cho không. Vâng. Thế thì từ đấy là bố mới nói với các con ở đấy, bác Chí bác ấy rất là ưu ái bố con mình, nên là bố con mình nếu mà ham mê mà cố mà tập cho nó tốt. Thế thì mấy bố con là gần như ngày nào cũng đi tập, và có những hôm thậm chí là trời mưa mà xe ô tô là không vào được, nhưng mà mấy bố con vẫn ra đấy để tập, để tận dụng cái sự ưu ái của các bác ở đấy. Cả một quãng đường thì không phải lúc nào cũng sẽ gặp được các bác Chí như thế đúng không ạ? Mà cần phải một cái sự đầu tư rất là dài. Chắc chắn là số tiền mà gia đình mình đầu tư vào cho con cũng không nhỏ đúng không ạ? Tôi có một cái thuận lợi là có một cái chỗ dựa rất là quan trọng, đó là Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hà Nội. Thứ nhất là ngoài cái mặt hỗ trợ về mặt pháp lý, về mặt tư cách pháp nhân, thì chúng tôi lại có được những cái mối quan hệ. Từ những cái mối quan hệ đó thì chúng tôi mới tìm kiếm cái sự tài trợ, và chính những cái điều kiện đó mới có thể giúp chúng tôi, những cái người mà không có được cái tiềm lực tài chính lớn, có thể phát triển không được. Rất ít người mạo hiểm cho con đi theo con đường thể thao chuyên nghiệp, bởi vì người ta cho rằng là đi theo thể thao chuyên nghiệp thì cái việc đầu tiên đó là sẽ lơ là trong cái việc học hành. Cái thứ hai là cái tương lai của các cháu thì nó không có một cái hứa hẹn nào chắc chắn là nó sẽ thành công, và sau khi nếu như không thành công thì các cháu sẽ làm gì. Tuy nhiên là với Thảo My thì tôi lại có một cái suy nghĩ khác. Tôi với cái cương vị là người phụ trách bộ môn golf thì tôi nghĩ rằng là nếu như mình có một đứa con như thế, có tố chất, có khả năng và có những cái điều kiện nhất định như thế mà mình không cho con theo, vậy thì mình sẽ thuyết phục được ai để đi theo con đường thể thao, và nhất là sẽ phục vụ cho cái bộ môn golf, cái đội tuyển golf trẻ của Hà Nội. Và khi đấy thì nói thật là trong gia đình chỉ có một mình tôi là người ủng hộ việc Thảo My theo con đường thể thao chuyên nghiệp. Và để theo con đường thể thao chuyên nghiệp thì tôi quyết định cho Thảo My thi vào trường, thi vào cấp 3 là chọn trường năng khiếu thể thao Hà Nội để học. Cháu đạt 54,5 điểm, tức là đủ điểm để vào các cái trường chuyên ở Hà Nội. Thì tôi nghĩ là với môn golf thì mình phải tìm một cái hướng khác, bởi vì ở Việt Nam mình chưa đủ cái điều kiện để cho các cháu phát triển đỉnh cao. Khu vực thì chỉ có Thái Lan là phát triển mạnh nhất. Tất nhiên là nếu được sang Úc, sang Mỹ thì rất là tốt. Thế nhưng mà
điều kiện kinh tế ở đâu, chỉ có con đường sang Thái Lan là con đường dễ nhất. Hồi đấy thì tôi đến trường và bắt đầu tôi liên hệ, tôi làm việc với nhà trường cũng như là tìm thầy cho Thảo My sang đấy. Thế thì sang được một tháng thì ông thầy ông ấy đánh giá Thảo My là tốt, và ông này ông ấy sang vào trường, ông ấy lại nói với nhà trường là con bé này có rất là có tiềm năng và tiếng Anh rất là tốt. Tôi xin được 50% học tiền học. Ngày 1 tháng 1 năm 2014, hai bố con lên đường sang Thái Lan, bắt đầu vào học kỳ thứ hai của năm lớp 10 Thảo My học. Ngay trong năm 2014 đó, Thảo My giành 3 cái danh hiệu lớn. Đầu tiên, vô địch trẻ quốc gia, vô địch nữ quốc gia và vô địch đại hội thể thao 2014. Trở lại cái câu chuyện mà khi mà anh đã quyết định là cho Thảo My đi theo con đường gốc, mà xung quanh thì mọi người đều không có hào hứng cho lắm, hoặc là vẫn còn đang rất là lưỡng lự, rất là chưa thể đưa ra một cái lời khuyên hoặc là đồng ý ủng hộ anh hết mình được, thì làm nào anh có thể quyết tâm, có một quyết tâm như thế để gạt qua được tất cả những cái lăn tăn, những cái lo lắng của mọi người và chọn theo cái con đường mà mình đã nghĩ ngay từ đầu? Trước hết là chỗ dựa về mặt vật chất cũng như tinh thần, đó là cháu là ở trong đội tuyển quân trẻ của Hà Nội, thuộc trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội. Về mặt tư cách pháp nhân cũng như là về mặt tài chính cũng được hỗ trợ một phần. Và có một cái điều rất là quan trọng nhất, đấy là tôi có một cái niềm tin ở nơi cháu. Và tôi nghĩ rằng là nếu như cháu không trở thành một vận động viên xuất sắc thì sau này nếu như mà cháu đam mê thì cũng có thể sống bằng nghề, đó là nghề gôn. Tại sao những người mà trước đây người ta làm caddy ở các sân gôn, sau đấy người ta ra người ta học hỏi thêm rồi người ta đi dạy, người ta vẫn kiếm sống rất là đàng hoàng và rất là thoải mái. Thế thì tại sao con mình lại không làm được cái điều đấy? Tôi nói với lại hai con là bố thì bố nghĩ rằng là cái mục đích cuối cùng của đời người vẫn là hướng tới cái sự sung sướng và hạnh phúc thôi. Và bố cho rằng là cái sự sung sướng lớn nhất của đời người đó là sống được bằng cái niềm đam mê của mình. Thì trong lĩnh vực gì mà mình ở trên đỉnh thì đều là sung sướng. Và khi đã con đã dấn thân vào con đường thể thao thì con phải phấn đấu để mình trở thành số 1. Việc Thảo My nhận được học bổng để đi du học nhờ gốp có nằm trong tính toán của anh hay không? Năm 2014 thì Thảo My tham gia cái vòng loại của một cái hệ thống giải trẻ mà có thể nói là lớn nhất và danh giá nhất của thế giới, đó là The Optimist International Junior Championship thì ở Thái Lan. Và trong cái quá trình Thảo My thi đấu 4 vòng như thế thì tôi thấy có một cái bà người châu Á cứ đi léo đéo theo tôi, đi theo cái nhóm của Thảo My. Bà đưa cho tôi một cái các visit. Tôi là huấn luyện viên trưởng của cái gôn của cái đội tuyển trường đại học Wilmington ở Mỹ. Bắc Carolina của Mỹ. Và tôi đang tìm vận động viên cho cái năm tiếp theo. Bà bảo 3 giờ tôi bay, mà lúc đấy là khoảng độ 1 giờ. Thế thì bà bảo là tôi sợ là không gặp được con gái. Tôi thấy thế thì mừng quá, mới bảo là thế thì bà chờ đây, tôi gọi Thảo My xuống cho bà gặp nói chuyện đó. Thì Thảo My xuống nói chuyện với bà khoảng 30 phút. Sau đấy thì cứ thư qua thư lại. Là bà nói là tao sẽ cho Thảo My 85% học bổng. Tôi mừng quá. Thì liên lạc với Thảo My rồi thì tỏ cái thái độ vô cùng là sung sướng và tự hào. Thảo My thì nó lại lạnh tanh nha. Tỉnh bơ rồi, bà bảo bố yên tâm, rất là nhiều trường liên lạc với con. Sau một thời gian thì lại thấy bà ấy gửi cho một bức thư, bà bảo bây giờ tôi lại đồng ý cho Thảo My học bổng toàn phần. Thế thì nói thật là lúc đấy tôi không biết nói gì hơn, không biết diễn tả cái niềm vui như nào. Mà nói thật là lúc đấy thậm chí là rưng rưng mắt, nước mắt. Sau đấy thì tôi mới hỏi Thảo My vào thế làm nào, con xin người ta mà sao người ta cho. Thế Thảo My bảo là không, con không xin, mà con chỉ
thư cho bà. Sau đấy con mới hỏi bà một câu thôi. Con hỏi bà là thế, thế thưa bà, để được học bổng toàn phần thì tôi phải đáp ứng những điều kiện gì nữa? Và chỉ câu hỏi đấy thôi thì đã thuyết phục hoàn toàn bà. Một cái điều kết luận rút ra đối với tôi là để có thể xin được học bổng học ở Mỹ thì các vận động viên phải thi đấu thật nhiều và phải có một cái CV thật tốt. Rồi hóa ra là tất cả những cái thành tích của Thảo My bà đã theo dõi và bà quan tâm rồi. Các học sinh, vận động viên cần phải chuẩn bị cho mình những cái CV, những cái bản lý lịch thật tốt và gửi đi cho các cái trường người ta quan tâm để mà tìm kiếm học bổng. Đầu tiên phải nói, phải kể đến là Ngô Bảo Nghi, Đỗ Lê Gia Đạt, Trương Chí Quân, Nguyễn Thảo My, Hanako đã từng xin được học bổng. Và bây giờ tôi nghĩ rằng là cái con đường mà để xin học bổng đối với các vận động viên trẻ của Việt Nam cũng không phải là quá khó. Và đã có con đường rồi, vấn đề là chúng ta có dám dấn thân hay là và có dám có làm được cái điều đó hay không. Bắt đầu từ khi một người học chơi golf đến khi trở thành một vận động viên có thành tích cao, chắc chắn họ đã phải trải qua những cái quá trình tập luyện rất là vất vả, nhưng cũng có những cái thú vị và đáng tự hào riêng. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu câu chuyện này ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ mời anh Tiến và quý vị khán giả cùng theo dõi một phóng sự của chúng tôi. Ba giải vô địch golf nghiệp dư quốc gia, đặc biệt là giải VGO được tổ chức vào đúng dịp các em học sinh được nghỉ hè, tạo điều kiện cho các em tham gia thi đấu. Chính vì điều này, trước giải, một ban huấn luyện của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hà Nội đã tổ chức các buổi tập huấn golf hè dành cho các vận động viên trẻ tại Thanh Hóa. Khóa tập huấn bao gồm các vận động viên trẻ của trung tâm thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau, từ U10 đến U18. Tại đây, các vận động viên có lịch rõ ràng từ việc tập luyện golf, rèn luyện sức khỏe, phục hồi sức khỏe sau thi đấu. Và đặc biệt, các em học tập, sinh hoạt cùng nhau trong môi trường tập thể mà không có gia đình bên cạnh. Một ngày thì thầy dạy con chip bắt đánh long game. Đấy, các con thì sẽ được sinh hoạt tập trung. Từ đó thì sẽ nâng cao được cái tinh thần đoàn kết, biết sống trong một tập thể. Thì sẽ phải quan tâm đến các bạn bè xung quanh. Thay vì cái việc mà ở nhà con thường được bố mẹ chăm lo cho mọi thứ, thì khi mà đi như thế này thì con sẽ phải tự lập. Bên cạnh việc huấn luyện kỹ năng, kỹ thuật, rèn luyện sức khỏe trước thi đấu, ban huấn luyện còn tổ chức giải trong điều kiện thời tiết khá khắc nghiệt để các em trải nghiệm, cọ sát. Đó là áp dụng đúng luật thi đấu của giải dành cho các vận động viên như đi bộ trong suốt thời gian thi. Nếu do sức khỏe hoặc yếu tố nào đó không đi bộ được mà phải dùng xe điện thì kết quả không được tính để nhận giải. Để chuẩn bị giải này, cháu tham gia các giải và đồng thời cháu cũng tập luyện chăm chỉ hơn. Các vận động viên sẽ cùng các huấn luyện viên di chuyển vào Cam Ranh, Khánh Hòa để chuẩn bị cho giải golf vô địch nghiệp dư nam nữ quốc gia và giải vô địch golf trẻ. Hy vọng với những nỗ lực, cố gắng của cả ban huấn luyện, các vận động viên sẽ thi đấu đạt thành tích tốt nhất. Hanvico ấm áp như lòng mẹ. Người già, người mới ốm dậy, người mắc bệnh mãn tính cần bồi bổ cơ thể, nâng cao sức đề kháng. Người thường xuyên làm việc căng thẳng mệt mỏi cần nâng cao sức khỏe. Đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe đông trùng hạ thảo Quadibi với 100% đông trùng hạ thảo Quadricep Militaris. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đông trùng hạ thảo Quadibi giúp hỗ trợ bồi bổ cơ thể, nâng cao sức đề kháng, sức khỏe tổng thể cho người cần nâng cao sức khỏe, người mắc bệnh mãn tính. Đông trùng hạ thảo Thiên Phúc mang hạnh phúc đến gia đình. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Phóng sự vừa rồi đã cho thấy được những khó khăn vất vả của các gốc vợt trẻ khi tham gia luyện tập. Tuy nhiên đó cũng chỉ là một phần thôi đúng không ạ? Còn anh Tiến là một người đã đưa con đến với gốc và động viên, khuyến khích, hỗ trợ con trở thành một gốc vợt có thành tích cao. Anh có thể chia sẻ thêm về những vất vả của các gốc vợt trẻ. Khi mà muốn con tham gia một cái lĩnh vực nào đó hoặc là môn môn thể thao nào đó thì cái việc khó khăn nhất là làm thế nào để các cháu đến với môn thể thao đấy một cách hoàn toàn tự giác và truyền được cái ngọn lửa đam mê cho các cháu. Tôi cũng chỉ cho các cháu cái thứ nhất là nếu mà chơi golf thì các con sẽ rèn luyện được cái tính cách. Cái thứ hai là môn golf là một cái môn thể thao nó rất là mới và nó cũng rất là thú vị. Tôi phân tích cho các cháu về những cái ưu điểm, những cái tính ưu việt của môn golf. Tuy nhiên là tôi cũng chỉ cho các cháu những khó khăn, nắng chơi không được, rồi thì về tay chân là rộp hết lên, người thì đen nhẹm. Đấy là một trong những cái điều mà đáng sợ nhất đối với lại người chơi golf và đặc biệt là với con gái. Mấy năm đầu là Thảo My không thu hái được một cái thành tích nào đáng kể cả. Cháu rất nản, cho đến hết năm 2013 thì cháu vẫn chỉ luôn luôn về nhì với về ba. Cho nên là có những lúc sau giải đấu là con chạy ra ôm chầm lấy bố là khóc nức nở là con xin lỗi bố vì con không làm cho bố tự hào hài lòng. Thế thì tôi cũng động viên cháu mà không sao cả con. Trong thể thao bố hiểu một cái điều là không ai có thể đốt cháy giai đoạn được. Mình phải có một cái thời gian nhất định để mình khẳng định cái khả năng của mình. Và bố tin là cái thành công của con nó sẽ đến. Trước khi thì mà con trở thành số 1 ấy, thì con đã phải trải qua một quãng thời gian như anh chia sẻ là rất là lâu không có thành tích như thế nào. Và thậm chí là còn phải phát khóc bởi vì là mình chỉ đạt được số 2, số 3 và sợ rằng là phụ cái lòng tin tưởng của bố. Thế con thì đã từng khóc rồi, thế còn bố có bao giờ phải khóc vì thương con không? Tất nhiên là khóc nhiều. À, tôi là một khóc người à? rất là đa cảm và cũng rất là dễ xúc động. Đó là vào năm 2011-2012 tại Laguna, tức là đánh hố cuối cùng ở sân golf Laguna, cái hố par 5, thì chỉ cách có một quãng rất là ngắn như thế này thôi, cháu gạt không vào, xong rồi cháu cứ gạt đi gạt lại mấy lần. Trong các môn thể thao và đặc biệt là môn golf thì để giữ được cái đầu lạnh và một cái sự điềm tĩnh nó rất là khó, vì nó có thể làm cho con người ta nóng lên bất cứ lúc nào, và mỗi một khi mà gặp một cái sự cố thì cái đầu của cái người chơi nó như là muốn nổ tung, nó rất là khó. Cho nên là cái việc mà trẻ con không kiềm chế được cái cảm xúc và là cái chế ngự được cái tình cảm thì nó cái điều đương nhiên. Thì ra nó ôm chặt lấy tôi và nó khóc và nó nói ngay cái lời xin lỗi, và tôi chỉ nói con là con hãy rút kinh nghiệm và đừng bao giờ lặp lại những cái hành vi như thế nữa, bởi vì trước con là còn rất là nhiều khán giả và rất là nhiều người chứng kiến, chứ không phải là chỉ có mình con với bố. Và đấy là một trong những lần mà hai bố con ôm nhau khóc. Sau đó đến năm 2013 thì giải vô địch quốc gia lần thứ hai mà cháu tham dự tại sân Đồng Mô. Lúc đấy cháu chưa đủ độ chín và chưa đủ cái khả năng để có thể tranh chấp huy chương. Cho nên là khi cháu đánh xong thì cháu cũng rất là buồn. Thế nhưng mà tôi thì rất là bình thản. Tôi xuống sân và hai bố con ôm nhau. Có lẽ là không có ai mà có ôm con nhiều như tôi sau các cái giải đấu. Thú thật là cháu cũng tập vì một phần đam mê. Nhưng mà cháu cũng tập vì cái sự nhiệt tình của bố. Và cháu muốn đền đáp lại cái công lao của bố. Có những hôm ba bố con đi đánh ở trên sân Đầm Vạc với Tam Đảo về thì đến nỗi là lên xe về đi được một đoạn là hai đứa là ngồi sau là ngủ lăn lóc là không lấy được. Mà bố cũng buồn ngủ, thế là ba bố con tấp xe vào bên lề đường ngủ một giấc đến tận 9 giờ đêm mở mắt dậy xong là mới về. Tức là có những cái chuyện mà không bao giờ quên. Kỷ niệm đẹp của ba bố con. Như thế. Cái việc mà ba bố con cùng nhau thi đấu tập luyện trên một sân tập ấy, nó có cái sự thú vị như thế nào? Nó có những cái mặt hay nhưng có những cái mặt dở. Khi mà có bố thì đương nhiên là tôi sẽ được
nhìn thấy được những cái điểm mạnh, điểm yếu của cháu và những cái hay cái dở của cháu để mình điều chỉnh, mình khuyên bảo cháu. Thế nhưng ngược lại thì các cháu cũng phải chịu đựng, phải bị những cái áp lực nhất định. Và đôi khi thì nói thật là mỗi người làm bố làm mẹ nào cũng thế thôi, tức là thường thường hay lạm dụng cái quyền làm cha làm mẹ để áp đặt hay là gây cái áp lực đối với con của mình. Tôi nhớ lại một cái kỷ niệm, đó là ba bố con đánh ở sân Tam Đào, hồi đấy là năm 2013 thì phải. Vì đi đánh với các con nên muốn làm gương các con là phải đánh thật tốt. Đó là đường đầu tiên thậm chí tôi đánh âm ba gậy, tức là một cái thành tích có thể nói là chẳng bao giờ lặp lại. Thế nhưng mà ngược lại thì mấy cả hai đứa là cả Thắng cả My là đánh rất là lơn tơn. Là tôi phát cáu lên, tôi quát. Từ đấy hai đứa lại bắt đầu lại tập, lại đánh lại nghiêm chỉnh. Cái đường sau hình như là Thắng My đánh âm 1, còn Thắng thì đánh cũng 1 hay 2 gậy gì đấy. Và đường sau thì tôi mặc dù cáu gắt như thế nhưng mà đánh âm 1 gậy, nghĩa là lập một cái kỷ lục của riêng tôi trong cái cuộc đời chơi gôn của tôi là đánh 68 gậy, là âm 4. Và cũng lần đầu tiên sau cái thành tích đấy thì handicap của tôi là xuống 3. Và mọi người bảo đấy là một trong những cái cột mốc mà đáng nhớ, bởi vì là với trình độ của tôi thì chắc là chẳng bao giờ đánh được handicap 3. Thế nhưng mà lần đấy lại xuống được handicap 3 vì là chỉ vì là cáu giận với con và làm gương cho con mà đánh được như thế. Nghe câu chuyện của Thảo My thì tôi có cảm nhận rằng là nó gói gọn rất là nhiều những cái câu, những cái đúc kết của ông bà ta từ trước đến nay. Đó là bố mẹ thì luôn là người thầy đầu tiên và là tuyệt vời nhất cho các con. Muốn thành công thì không thể nào mà không khổ luyện được. Và cơ hội thì có rất nhiều. Thế nhưng mà quan trọng là chúng ta phải chuẩn bị như thế nào để có thể nắm bắt được cái cơ hội đó. Thì rất là may mắn vì Thảo My đã có được một người bố rất là tuyệt vời, luôn sẵn sàng hỗ trợ, động viên con, cũng như là thúc đẩy con để có được một cái thành tích ngày hôm nay. Với bất kể người bố, người mẹ nào thì con của mình cũng là nhất, là số một. Thế nhưng cái quan trọng nhất là chúng ta phải hiểu và biết được cái khả năng của con mình đến đâu để động viên, để định hướng và phát triển cả con. Và chúng ta hãy tôn trọng những cái sự lựa chọn và cái mong muốn của các con, và chúng ta cố gắng tạo điều kiện để cho các con phát triển. Anh là phó trưởng bộ môn bowling golf của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hà Nội. Anh có đánh giá như thế nào về sự phát triển của golf trẻ hiện nay? 10 năm trở lại đây thì cái golf trẻ của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng thì đã có những cái sự phát triển tương đối tốt. Từ cái chỗ mà ngày đầu tôi về với golf ở Hà Nội thì số lượng vận động viên trẻ chỉ đếm trên đầu ngón tay, chưa được 10 ngón tay. Thế nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì nếu như thống kê hết và những cái người, những cái vận động viên trẻ mà đi chơi thường xuyên cũng như là chơi cầm chừng thì cũng phải có đến hàng trăm. Những cái vận động viên trẻ ở sau này thì như chúng ta thấy là có Thảo My, có Đoàn Xuân Khuê Minh, gần đây thì có thêm Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Vũ Quốc Anh, và bé hơn nữa thì có Nguyễn Đặng Minh, Đoàn Uy và hay là Nguyễn Anh Minh. Bây giờ là đều là những vận động viên có thể nói là hạt giống rất là quý đối với golf trẻ của Hà Nội. Và chúng tôi đang đào tạo, đang cố gắng bồi dưỡng để các cháu phát triển lên. Có thể nói là một cái khát khao rất là cháy bỏng và một cái ước nguyện cho đến khi có lẽ là suốt cả cuộc đời tôi, đó là làm thế nào để golf của Việt Nam, mà trong đó là golf Hà Nội, có được một số vận động viên thi đấu trên tour và có được cái thứ hạng nằm trong cái top 200 thế giới. Sắp tới thì chúng ta cũng có một cái giải golf trẻ mở rộng diễn ra tại Cam Ranh, Khánh Hòa. Anh có tiên đoán đánh giá như thế nào về giải này ạ? Cái giải đấy nó là một trong những giải quan trọng nhất của hệ thống giải trẻ quốc gia của Việt Nam. Thì đương nhiên cái giải đấy nó sẽ quy tụ đầy đủ tất cả những gương mặt xuất sắc nhất của Việt Nam. Chúng tôi rất là mừng
là hiện nay cái sự cạnh tranh giữa các golfer trẻ với nhau nó rất là khốc liệt, và đấy chính là những cái tiền đề để các cháu phấn đấu để phát triển, để nâng cấp cái chất lượng của golf lên. Chứ chúng ta đừng có nhìn vào những cái tấm huy chương hay là những cái cúp mà các cháu nâng lên để mà đánh giá, mà chúng ta hãy đánh giá vào cái chất lượng của giải đấu, chất lượng của từng vòng đấu, các cháu đánh bao nhiêu gậy và ở trong cái điều kiện setup sân bãi như thế nào. Anh đánh giá như thế nào về việc các giải VGO những năm gần đây có rất nhiều các bạn trẻ đã thi đấu với chất lượng chuyên môn cao? Trong cái hệ thống giải golf trẻ của VGO của Việt Nam thì sắp tới sẽ có sự tham dự của rất nhiều golfer trẻ từ Hà Nội, từ Thành phố Hồ Chí Minh tham gia, và tôi nghĩ rằng là chất lượng sẽ được nâng cao hơn đáng kể so với những năm trước đây. U21 thì có Trương Chí Quân, bên cạnh đó thì có anh em Phương Toàn, Vương Khang, Nguyễn Hùng Dũng cũng đang học và thi đấu tại Mỹ, cũng có những cái thành tích rất là ấn tượng. Rồi Hanako, Đoàn Xuân Khuê Minh 6 tháng vừa rồi đang học và tập huấn golf tại Úc, cũng là một cái ẩn số. Ở các lứa tuổi bé hơn và về Nam thì như chúng ta biết là Đặng Quang Anh hay Đặng Minh Anh cũng thường xuyên tham gia các giải quốc tế của khu vực châu Á cũng như là Mỹ. Và ở Hà Nội chúng tôi thì có Nguyễn Đặng Minh này, có Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Nhất Long. Nguyễn Nhất Long đã từng vô địch, từng năm 13 tuổi đã từng loại những cái golfer sừng sỏ nhất của nghiệp dư Việt Nam như là Andrew Hùng Phạm, hay là làm trao đảo Lê Hùng Nam tại giải đối kháng quốc gia. Rồi Nguyễn Bảo Long cũng đã từng giành các cái giải trẻ ở khu vực, hay là Nguyễn Minh Anh và Đoàn Uy cũng là những cái tên mà tôi cho rằng là sẽ có những cái thành tích ấn tượng tại cái giải trẻ sắp tới. Anh có đề xuất mong muốn như thế nào để phát triển golf trẻ ở Việt Nam hiện nay ạ? Một cái điều đáng mừng là trong cái thời gian gần đây thì cái phong trào golf trẻ nó phát triển tương đối tốt. Tuy nhiên là tôi muốn là Việt Nam chúng ta có nhiều Thảo My, nhiều Hanako, nhiều Trương Chí Quân hơn nữa. Và để làm được cái điều đấy thì tôi nghĩ rằng là ngoài cái việc cố gắng của gia đình, cái sự đầu tư của gia đình, thì các cái tổ chức, các xã hội cần phải có sự quan tâm hơn. Hiệp hội golf Việt Nam cũng là đóng một vai trò hết sức quan trọng. Tổng cục thể dục thể thao cũng có những vai trò hết sức quan trọng. Ít nhất là tạo cái tư cách pháp nhân về mặt pháp lý để cho các cháu có thể tham gia các giải đấu quốc tế, giải đấu trong khu vực. Ngoài ra thì hiệp hội và tổng cục thể dục thể thao cũng như các cái hội golf của các địa phương có thể tạo điều kiện cho các cháu, ít nhất là ví dụ như là về mặt sân bãi xin cho các cháu tập luyện miễn phí hoặc là với một cái chi phí thấp nhất có thể, rồi tìm kiếm các cái nguồn tài trợ để cho các cháu phát triển. Bởi vì golf là môn thể thao rất là tốn kém, và nếu như không có được cái sự động viên về mặt vật chất và tinh thần của các cái tổ chức xã hội thì gia đình người ta cũng rất là nản. Có thể chỉ biết bỏ tiền ra rồi thì sau đấy con đi thi đấu lủi thủi đi một mình, cũng chẳng có một cái hội đoàn, không có một cái tập thể, không có một cái sự hỗ trợ nào cả, thì người ta cũng thấy chán vì cái sự đóng góp người ta chả thu được một cái gì cả. Vâng, cảm ơn anh Tiến về buổi trò chuyện rất là thú vị của chúng ta ngày hôm nay về golf, đặc biệt là golf trẻ. Còn với quý vị khán giả, những người yêu golf, xin hẹn gặp lại vào 3 giải đấu sắp tới, 3 giải đấu lớn nhất trong năm sẽ diễn ra tại Cam Ranh, Khánh Hòa.